Em xin chào tất cả các anh cần thủ đã quay trở lại video 670 của shop em nha. Và tiếp tục video hôm nay sẽ là một lô cần tuyển. Hôm nay thì em có cần Ikeda, cần Hichi và một lô cần tay carbon hàng mới về này, có những cây siêu nhẹ luôn để các anh câu cá suối nha. Từ 3m6, 3m9 cho đến 6m3 này. Đấy, có 6m3 và một cây Ikeda. Ikeda hàng tuyển của Daiwa nha các anh. Đấy, cần rất là đẹp, lát nữa em sẽ lên chi tiết sau ạ. 1m8 này. Và hôm nay thì cũng có một số cuộn dây dù. Dây dù này là dây dù bả nha các anh. Em lấy từ những con máy trong lô hàng sách tay. Các anh đăng ký kênh của em nha, vì sắp tới em về hàng liên tục này. Có những lô cần, lô máy rất là đẹp để lên phục vụ các anh. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship nha. Phí ship mỗi đơn cần là 40.000, còn đơn máy là 30.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em miễn phí ship ạ. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại là 0933 111 365 ạ. Cuộn dù đầu tiên nha các anh. Cuộn này thì em tháo cho một con máy size 2.500 này. Size 2.500 của Shimano. Sợi dù này đã lua nha các anh. Lua cực kỳ mượt luôn nha. Cái sợi nó rất là dai. Size của nó khoảng tầm là size số 2. Size dù số 2 ạ. Dạng nhỏ, mảnh này để mà mình câu lua nha. Thì máy xịn thì thường nó đi kèm dù xịn hết nè, các anh cứ yên tâm. Dù bãi này. Và một cuộn như này của nó là tầm 120m nha các. 100 đến 120m. Các anh cứ về quấn vào máy. Vì em tháo từ máy ra nha. Tháo từ máy ra nè, các anh cứ yên tâm ạ. Mã số 1 này, cuộn này có giá 150.000. Mã số 1 ạ, giá 150.000 nha. Và tiếp theo mã số 2. Mã số 2 này, cuộn này thì em tháo từ một con máy 4.000 này. Câu ngâm, câu lăng xê. Size này nó tầm 3.54 chấm. Tầm 3.54 chấm nha các. Ngâm lăng xê thoải mái nè. Hoặc các anh có thể câu lục đầu cần cũng được. Mình dùng cho những dòng máy 3.500, 4.000, 4.500 hoặc 5.000 đều được ạ. Và cái cuộn này của nó khoảng tầm 150m nha các. Rất là nhiều. Rất nhiều luôn. 150 cho đến 170m nè. Rất là nhiều ạ. Mã số 2 cuộn này thì có giá 200.000. Mã số 2 giá 200. Thì các anh nhìn cái sợi dù này, nó còn mới nha, nó không có bị cũ, bị sờn theo năm tháng. Dù xịn nha các anh. Mã số 2 giá 200.000 ạ. Và tiếp theo mã số 3. Số 3 thì dây này dây lớn nè. Dây này khoảng tầm số 6, số 6, số 7, câu lục nha. Dây câu lục. Ở đây thì nó khoảng tầm là 8-90m nha các anh. 8-90m, nó có hai màu nè. Không nối nha, không đoạn nối. Những đoạn nối thì em đã cắt hết rồi. Không nối nha các anh. Dù liền cho mình. Mã số 3 cuộn này có giá 150.000. Mã số 3 ạ, giá 150.000 nha. Và tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là size dù tầm 3-3.5 này. Tầm số 3-3.5. Cuộn này nó cũng khá là nhiều, tầm 120m. 120 đến 140 nha các anh. Dù 3.3.5. Mã số 4 ạ. Mã số 4 cuộn này giá 200. Mã số 4 giá 200.000 ạ. Và tiếp theo mã số 5. Dây này rất chắc chắn luôn nè. Cái sợi nó rất là chắc nha các. Cực kỳ dai luôn. Rất bền, chưa có sờn nha. Màu dù vẫn còn sáng, còn đẹp nè. Size này của nó toàn khoảng tầm là 4 chấm. Size 4 chấm. Đấy, các anh câu xong á thì tầm này là vừa nha. Vì nó tải, cái độ chịu tải của nó rất là khỏe. Cá 8-9kg vẫn câu bình thường. Độ chịu tải rất là khỏe nha các anh. Size tầm số 4. Và cuộn này mã số 5 nha. Mã số 5 giá 200.000 ạ. Mã dù số 5 giá 200.000. Toàn bộ 5 cuộn dù ở đây là em lấy trong máy, lô máy hàng sách tay nha các anh. Và tiếp theo. Tiếp theo thì em xin phép lên cần. Đầu tiên là có một cây cần máy ngang nè. Một cây máy ngang. Cái này là cần rít nha các anh. Cần rít máy ngang này. Của hãng Navigator nha. Nhưng mà nó bị mất cái thông số. Đấy, nó mờ mất thông số. Nhưng mà cái màu nước sơn thì còn sáng ạ. Em thấy cây này còn tầm 85%. Ngọn sẽ là 1 ly 3. Ngọn 1 ly 3 còn trọng lượng là 138g ạ. Bát Fuji. Bát Fuji chữ vàng nè. Máy ngang thì nó sẽ có tay cò nha. Và các anh đặt con máy nằm bên trên. Bát Fuji dạng bát vặn. Còn tay cầm ở đây là mút cứng. Toàn bộ dàn khoen là Fuji lõi sứ đen hết ạ. Khoen bát Fuji. Ngọn cần 1 ly 3 còn trọng lượng là 138g. Mã số 1 giá cái này là 600.000 ạ. Mã cần số 1 nha các anh, giá 600. Nếu mà nó không mờ thông số thì cái này em bán 900 nha. Đấy, nên là giá đã theo tình trạng cần cho các anh hết rồi ạ.
mình về câu trải nghiệm. Tiếp theo mã số 2 là một cây Hichi 21. Hichi 21 dòng NGK nha các anh. Cây này phôi carbon xoắn. Chiều dài cần 2m1 và độ cứng là khoảng tầm 25-30 này. Quấn chỉ từ đầu ngọn đến đây. Tăng độ chịu lực khi mà các anh đóng cá này. Khuyên thì là khuyên Fuji đỏ sứ xám nha. Và ngọn cần xóa 1.1 ly. Ngọn 1.1 ly chiều dài 2m1. Bát Fuji FS6 bắt gập ạ. Tay cầm nó ở đây thì quấn chỉ, còn ở đây là dây mây này. Còn có cái dây để các anh buộc bảo hiểm nữa nha. Đầy đủ hết. Cái mái chèo to này. Phôi carbon xoắn. Và em thấy màu nước sơn cây này nó cũng không có xây xước sâu, không có xước sâu bên trong nha. Chứ là trên bề mặt thôi. Nó xước trên bề mặt nè, không ảnh hưởng đến phôi nha. Các anh nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em ạ. 2m1, độ cứng 25-30, ngọn 1.1 ly, trọng lượng 182g. Mã cần số 2 giá 550.000, mã số 2 giá cần 550.000 ạ. Và tiếp theo mã số 3. Mã số 3 sẽ một cây Hichi chiều dài 2m1, cây này cũng phôi carbon luôn ạ. Phôi carbon chiều dài 2m1 và độ cứng nó khoảng tầm là 10 nha các anh. Cứng tầm 10, nó không quá mềm nhưng mà cũng không quá cứng nha. Tầm này nó vừa nè, các anh đánh nó vừa có cảm giác nhưng mà không có quá mềm. Mình hơi khó ra mồi. 2m1 nha, cứng tầm 10. Phôi carbon, hai màu nước sơn nè, màu xanh đen. Và bát là Fuji FS6 dạng bát gập ạ. Khuyên hãng nha các anh. Khuyên hãng khuyên 4 chân. Ngọn 1 ly 1 nha. Trọng lượng là 170g. Mã số 3 giá cần 500.000. Mã số 3 và cây này có giá là... Và tiếp theo mã số 4 ạ. Mã số 4 sẽ một cây cần lua nha các anh. Cần lua. Đà tên hãng nè. Cây này là hàng China xuất Nhật. Và chiều dài của cần sẽ là 2m1. Chiều dài 2m1. Cây này các anh có thể lua suối. Cần lua lờ nha. Hoặc là mình câu bè. Cây này câu bè là tuyệt luôn. Ngọn nè, mời các anh xem. Ngọn của nó nhỏ thôi, ngọn mảnh 0.8 ly. Câu bè rất là hợp lý nha các anh. Cong vuốt này. Và toàn bộ dàn khuyên là khuyên hãng ạ. Phôi carbon xoắn. Live game special nè. Các anh có thể câu lua suối hoặc là mình câu bè đều được. Và bát cũng là dạng bát, bát Fuji nha các anh. Đó là bát Fuji, bát vặn. Ngọn cần sẽ là 0.8 ly. Còn trọng lượng là 123g. Mã cần số 4. Mã số 4 và cây này có giá là 550.000. Mã số 4 giá cần 550 ạ. Và tiếp theo mã số 5. Mã số 5 một cây cần đẹp nè. Hãng Alpha Tucker nha các anh. Chiều dài của nó là 1m9. Và cây này là hàng Korea xuất Nhật ạ. Korea xuất Nhật. Cây này thì các anh vừa câu như Ikeda. Vừa câu như Ikeda và Hichi đều được luôn nha các anh. Câu hai dòng đều được hết. Những dòng như Noji, Chap Thanh này. Bánh cảm giác thì khá là hợp lý. Cây này 1m9 ạ. Ngọn của nó 0.6 ly nha các. 0.6 ly. Ngọn cong vuốt này, cong chữ C luôn. Và Ikeda thì nó không có độ cứng đâu nha các. Không có độ cứng nên là em test cái độ nảy để các anh xem ngọn này. Ngọn 0.6 ly nha. Phôi carbon. Phôi cần phôi carbon giả trúc ạ. Và bán là Fuji FS6 dạng bắt gập. Fuji FS6 Alpha Tucker. Ngọn sẽ là 0.6 ly, còn trọng lượng cần là 122g. Mã cần số 5 nha các. Mã số 5 cây này giá 700.000. Vừa Ikeda vừa Hichi nha. Mã số 5 giá 700.000 ạ. Và tiếp theo mã số 6. Tiếp theo mã số 6 sẽ là một cây cần Shimano nha các. Một cây cần Shimano. Cây này nó có chiều dài là 2m nha. Chiều dài 2m, hàng China xuất Nhật, có mã cốt và tem vàng đầy đủ nè. Bát là dạng bát Fuji, bát vặn ạ. Nó là dòng live game nha các. Live game, mấy cần câu như cần lua, mình câu UL nè. Hoặc là câu bè đều được hết ạ. Chiều dài 2m, nếu mà tính theo Hichi để các anh câu bè á, thì nó khoảng tầm 15 nha các. Tầm 15, còn lua thì độ cứng UL. Khuyên Fuji loại sứ đen ạ. Khuyên ba chân nè. Fuji sứ đen, Shimano live game 2m nha các. Chiều dài 2m, khuyên bát Fuji toàn bộ hết. Còn tay cầm là mút, mút cứng ạ. Ngọn sẽ 1 ly 4, trọng lượng 138g, mã cần số 6. Mã số 6 và cây này có giá 850.000. Mã số 6 giá cần 850.000 ạ. Và tiếp theo mã số 7. Mã số 7 sẽ một cây cần zip cắm gốc nha canh. Một cây cần câu zip cắm gốc của hãng Mitchell Grab nha. Mitchell Grab là một dòng cần nội địa Trung. Hàng cao cấp của nội địa Trung nha canh, xuất Nhật. Đây mời anh xem. Cây này nó có chiều dài là 1m92 nha. Chiều dài nó 1m92.
Tải mồi của nó sẽ từ 40 cho đến 120 gram nha các anh. Còn câu dít cắm gốc máy đứng ạ. Còn tải dây bia là từ 0.6 cho đến 1.2 này. Đó là thông số tải dây bia. May cho grab dòng mà cần dít cho mình. Thường thì cái này em về lua nhiều. Lua nhiều hôm nay có về được một cây dít nè. Bát Fuji nha các anh, bát vạn. Hàng cao cấp nha, hàng cao cấp, dòng cần cao cấp của nội địa Trung. Xuất Nhật ạ. Và khoen đây mà các xem. Fuji lọ xứ xích. Dòng khoen Fuji lọ xứ xích nè. Dài 1m92 nha các anh. Và ngọn là 1 ly 8, trọng lượng 96g. 1 ly 8 trọng lượng 96g. Các anh có thể câu dít biển hoặc mình câu bè đều được. Đánh cảm giác câu bè nha. Mã cần số 7. Mã số 7 và cái này có giá là 870.000. Mã số 7 giá cần 870.000 ạ. Và tiếp theo mã số 8. Tiếp theo mã số 8, một cây lu nha các anh, một cây lu Maitre Grab ạ. Thường cái dòng Maitre này á nó chỉ có của China, nội địa Trung nè, hoặc là hàng Việt Nam xuất Nhật nha các anh. Như hôm nay về được hai cây thì đều là nội địa Trung xuất Nhật nè. Cái này thì nó dài là 2m49 nha các anh, nó gần 2m5. Của nó là 2m49. Maitre Grab ạ. Chỉ ghi thông số tải dây bia nè, từ dây 0.4 cho đến 1. Dây 0.4 đến 1. Gần 2m5 nha các anh, và độ cứng nó khoảng tầm là L. L đến ML. Cái này rất là mới, độ mới cần 90%. Bát Fuji, bát vặn ạ. Bát Fuji, bát vặn. Khoen xứ xích nha các anh. Fuji loại xứ xích. Em mở ra xem. Toàn bộ dàn khoen là nguyên zin của cần hết nha. Và phôi đây, phôi carbon xoắn nè. Phôi cần còn đẹp, còn sáng ạ. Gần 2m5. Và ngọn sẽ là 1 ly 4, trọng lượng 100g. Cứng L đến ML nha các anh. Nói chung là thuộc dòng mà mình đánh cảm giác một tí. Và trọng lượng sẽ là 100g, khá là nhẹ. 100g thôi, cần có túi đi kèm. Cái này có mã số 8, giá 950.000. Mã cần số 8 nha các anh, giá 950 này. Thường những dòng ML thì em bán chữ mốt 50. Còn cái này mềm hơn, để các anh giá tốt hơn mình về câu trải nghiệm nha. Mã số 8 giá 950.000. Và tiếp theo mã cần số 9 sẽ một cây cần tay. Để em qua cần tay carbon nha các anh. Đầu tiên là một cây 4m5 ạ. 4m5, cần có nắp chụp đi kèm này. Còn ở đây thì họ uốn chỉ để mà mình cầm nó chắc hơn, nó không có bị trơn trượt nha. Họ nào không thích thì mình về cắt chỉ này ra là được ạ. Vì họ không có chích keo nhiều, mình cắt ra được. Không thì mình cầm câu cho nó chắc nha các anh. Và 4m5, phôi carbon xoắn ạ. Và ngọn cần sẽ 0.5 ly. Ngọn 0.5 ly, ngọn zin của cần này. Dòng này thì em thấy nó nhẹ. Nó nhẹ và nó vừa phải nha, không quá cứng và cũng không có quá mềm luôn. Trôi chép, rô giết, mưa suối các anh đều câu được hết. Các lóng bên trong nè, mới toàn luôn. Xây xước chỗ nào thì em báo chỗ đấy nha các anh. Còn này, phôi là sẽ là phôi carbon xoắn toàn thân luôn, tất cả các lóng. Cần ra tương đối thẳng nè, không võng. Nhưng mà những dòng cần tay Nhật á, thì cái nào nó cũng dịu nha các anh. Để mà mình câu chỉ là câu cảm giác, chứ nó sẽ không có độ cứng cao như là hàng nội địa Trung nha. Cái này ngọn 0.5 ly, còn trọng lượng là 99g. Độ cứng 3H ạ, 2.5 đến 3H. Cần ra thẳng không võng. Anh nào muốn xem chi tiết cần hoặc là muốn xem video ra cần thì cứ inbox Zalo em nha. Ngọn 0.5 ly trọng lượng 99g, mã cần số 10 giá 500.000. À cái này mã số 9, em nhầm, mã số 9 nha, giá 500.000 ạ. Mã số 9 giá 500.000. Và tiếp theo mã số 10, một cây cần tay 3m9 siêu nhẹ luôn. Dòng Mana nè, Mana nha các anh, dài 3m9. Và cái này là của Tenryu nha. Cần tay Tenryu, hàng nội địa Nhật, phôi carbon xoắn. Và ở phần tay cầm á, thì nó sẽ được làm nhám này. Cái góc tay cầm này nó to hơn cái phần góc ở đây nha các anh. Nên là mình cầm rất là vừa tay. Có tem vàng đầy đủ nha. Tenryu, hàng nội địa Nhật. Và ngọn cần sẽ là 0.5 ly ạ. Cần tay 39. Cái này dành cho các anh hay đi câu suối nè. Mương suối á, nó cực kỳ nhẹ luôn nha. Mình cầm câu cả ngày không sợ mỏi tay. Và mương suối thì đa số các anh cần ngọn dịu một tí để mà khi mà mình dòng cá nó có cảm giác hơn. Như bên này là hợp lý nha các anh. 39, cần ra thẳng nè. Độ cứng nó khoảng tầm là 3H. Cứng 3H ạ. Cái này đi suối quá tuyệt vời luôn. 39 nha các anh. Tenryu nội địa Nhật. Ngọn 0.5 ly, còn trọng lượng là 70g ạ.
Mã cân số 10 giá 700.000. Mã số 10 nha, giá 700.000. Anh nào hay đi câu suối thì không nên bỏ qua cái này nha. Tên reel 3m9, cực kỳ nhẹ luôn, câu cả ngày không mỏi tay. Và tiếp theo mã 11. 11 sở một cây cần tay lóng ngắn nha canh. Lóng ngắn, cây này chiều dài 4m5 ạ. 4m5. Đấy, những cây này thì nó sẽ không ghi tên hãng hay là xuất xứ đâu nha canh. Nhưng mà đa số những dòng như này thì một là nội địa Nhật, hai là của Hàn Quốc xuất Nhật nè. Phôi carbon, ngọn là 1.1 ly. Ngọn còn 1.1 ly. Phôi nó xoắn từ lóng ngọn nha canh. Dạng ngọn long phụng. Phôi xoắn từ ngọn, xoắn tất cả các lóng luôn nè. Chiều dài cần 4m5. Và cần nó ra cũng tương đối thẳng nha các. Ra tương đối thẳng. Cây này độ cứng là tầm 2.5 đến 3H, không võng nha. Cần ra thẳng không võng nha, ngọn thì thuộc ngọn dịu. Chiều dài 4m5, ngọn 1.1 ly, còn trọng lượng là 126g. 126g, mã cần số 11 giá 550, giá 650.000. Mã 11 giá cái này 650.000 ạ. Và tiếp theo mã 12, tiếp tục là một cây 4m5, hàng đẹp nha các. Lô cần tay hôm nay về thì nó cũng sáng nè, 85-90% đổ lên hết thôi. 4m5, nước sơn màu xanh đen nè, đóng ngắn luôn, phôi carbon, ngọn 1 ly 6. Ngọn 1 ly 6. Phôi từ lóng thứ hai của nó sẽ là phôi carbon xoắn nổi nha các, màu nước sơn màu xanh đen. Cái này thì ngọn to, ngọn to, đánh bạo lực nha. Trôi chép xong hồ tự nhiên, các anh đánh thoải mái. Cần ra thẳng nè, độ cứng nó khoảng tầm 3.5 đến 4H ạ. Ra thẳng tắt luôn. Các lóng này nước sơn còn rất mới, 90% nha các. Các lóng này nước sơn 90%. Ngọn 1 ly 6, trọng lượng 153g. Và mã cần số 12 nha. Mã 12 giá 650.000. Mã 12 giá cần 650.000 ạ. Và tiếp theo mã 13, sở một cây cần tay anh Phai Tắc Cơ nha các. Anh Phai Tắc Cơ, full carbon này, 4m5, 11 lóng tất cả ạ. Ở đây thì nó sẽ xoắn 7 cá nha các. Xoắn 2 da, 7 cá này. Anh Phai Tắc Cơ 4m5, 11 lóng. Ngọn cần là 0.7 ly ạ. Ngọn 0.7 ly. Phôi carbon xoắn từ lóng thứ hai ạ. Xoắn từ lóng thứ hai. 4m5 nha các. 4m5. Cần dài mà thu gọn nó ngắn á, thì nó sẽ nhiều lóng. Nó sẽ nhiều lóng hơn. Xoắn tất cả các lóng luôn nè. Và cần ra thẳng nha các. Cây này ra khá là thẳng, độ cứng tầm 3H này. Trôi chép xong hồ tự nhiên, thoải mái. Và lóng ngắn á, nó tiện một cái là nhỏ gọn, là các anh bỏ ba lô, cấp xe mình đi nó gọn hơn nha. Rất là tiện. 4m5 này. Alpha Tacker, phôi xoắn 7 cá. Ngọn 0.7, trọng lượng 162g. Và cây này có mã số 13, giá 750.000. Mã cần 13, giá 750.000 ạ. Và tiếp theo mã 14. 14 sao một cây cần tay Suyumi nha các anh. Một cây cần tay Suyumi chiều dài 5m3 ạ. Dòng carbon rod này. Carbon rod. Có tem vàng đầy đủ nha. Chiều dài cần 5m3 và ngọn xa 0.8 ly. Ngọn cần 0.8 ly ạ. Và đây mời các anh xem cái nước sơn của nó nha. Từ lóng thứ hai này, sẽ là full carbon xoắn nổi. Full carbon xoắn nổi từ lóng thứ hai. Cũng còn 90% đổ lên nha. Em thấy không có xước xát quá nhiều. Chỉ là vài chấm li ti nhỏ nhỏ thôi. Đảm bảo là không ảnh hưởng đến full bên trong này. Các anh nhận hàng á, mình cứ kiểm tra hàng nha. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em nè. 5m3. Và cần ra thẳng, cây này cứng tầm 3.5H. 3 đến 3.5 nha các. Ngọn ra thẳng không võng nè. Hôm trước em có về được một cây như này, nhưng mà nó kèm cả hộp. Độ mới nó cũng như này luôn, nhưng mà nó đi kèm cả hộp nên em bán giá 950. Còn cây hôm nay nó không có hộp, thì để giá thấp hơn. Các anh câu trải nghiệm 650.000 nha các. 650.000. Ngọn 0.8, trọng lượng 183g. Mã cần số 14 nha. Mã 14, cây này giá 650.000 ạ. Có túi đi kèm. Và tiếp theo mã 15. 15 là một cây cần tay câu suối nha các anh. Siêu nhẹ luôn. Cây này 3m6, 6 lóng này. Và trọng lượng chỉ có 57g thôi. Nào hay đi câu suối, mương suối cả ngày á,
nên chọn những cây như này, vừa nhẹ và ngọn nó có cái độ nảy cao. Độ nảy cao là khi mà mình dòng cá thì cái ngọn nó sẽ cong vút luôn nha các, nó cong vút hình chữ C luôn, rất là đã. Và cây này mới toanh luôn nè, 95%. Cây này 95%, quá sáng luôn ạ. 36 nha các, nhỏ gọn nữa. Tay cầm ở đây thì được bọc da nè, dòng Carbon Rod Fuji Roya nha, có tem đầy đủ. Và cần ra thẳng nha các, nó ra thẳng lắm, không hề võng tí nào hết. Và độ nảy rất là cao luôn, độ cứng thì tầm là 3H. Cứng 3H, các phôi lóng đều còn rất là đẹp nè, 99%. Ngọn 0.7 ly, còn trọng lượng cần là 57g nha. Câu cả ngày cũng không mỏi tay. Cần có đi kèm túi nè, có đi kèm một cái túi của Nissin, cái hàng bãi về Nissin nha các. Và mã số cần mã 15, cây này giá 950.000. Mã cần số 15 giá 950.000 ạ. Và tiếp theo mã 16. 16 thì em có một mã cần tay full hợp nha các. Cần tay full hợp thì em xin phép đọc thông số trước nha. Cây này là của Hàn Quốc xuất Nhật, chiều dài nó 5m4, 10 lóng tất cả, thu gọn 65cm, ngọn ra 0.6 ly, còn trọng lượng là 128g. Gốc của cây này là 22.2 ly nha các. Gốc 22.2 ly. Cần về này, có hộp và cần đi kèm á, sẽ có một cái nút, cái nắp chụp này và một cái túi đựng cần nữa nha. Ồ, bên trong nó có cả phao này, có cả phao và thẻo luôn nha các. Có thể móc sẵn cho mình. Dòng này thì em thấy cái lưỡi của nó nhỏ, lưỡi như lưỡi giết nha, lưỡi giết, rồi giết nhỏ. Rất là nhiều này, những cái thẻo đi kèm sẵn cho các nọ. 5m4, cần mới toanh luôn này. Của Hàn Quốc nha các. Của Hàn Quốc là tên hãng này. Quá là mới luôn. Tay cầm ở đây được làm nhám, còn có nắp chụp. Có túi nắp nha. Khi mà canh đi câu á thì mình chỉ cần lấy cái túi bên trong này khỏi mang hộp theo cho nó tiện. Ngọn 0.6 ly. Vô xoắn nổi từ lóng thứ hai. Toàn bộ các lóng nguyên zin hết nha các. Tới lóng thứ ba màu nước sơn quá đẹp luôn ạ. Nước sơn nó quá sáng luôn các. 97-98% nè. 97-98%. Em không thấy một vết xước nào luôn. Và cái vân xoắn của nó đẹp ạ. Vân xoắn của nó đẹp. Các anh cầm trên tay mình cảm nhận rõ hơn. 5m4 nha các. 5m4. Và cái này thuộc dòng câu cảm giác ạ. Dòng câu cảm giác nha. Ngọn của nó ra nó có hơi dịu xuống một tí. Chỉ một tí xíu thôi. Độ cứng thì tầm 2.5H ạ. 2.5H. Cái này được cái là nó 5m4 nhưng mà nó khá là nhẹ nha các anh. Chỉ có 128g thôi. Thuộc dòng cần câu suối này. Thuộc dòng cần câu suối 5m4, 128g. Mã cần số 16. Mã 16 và cái này có giá 850.000 ạ. Mã cần 16 giá 850.000. Có túi và nắp đi kèm đầy đủ nha các anh. Còn full hộp luôn. Full hộp, full giấy tờ. Bên trong có cả phao và lưỡi câu. Mã 16 nha, giá 850.000. Và tiếp theo mã số 17 nè. Và tiếp theo mã 17. Sao một cây cần tay lóng ngắn nha các. Lóng ngắn nhưng mà cây này dài 6m3. Chiều dài 6m3. Trọng lượng nó sẽ là 284g nha các. Và màu nước sơn màu xanh rêu nè. Màu xanh rêu. Ngọn sẽ là 0.8 ly. Ngọn còn 0.8 ly nè. Xoắn từ lóng thứ hai nha các. Cái lóng ngọn thì cái nước sơn nó sẽ là màu đen nha. Còn từ lóng thứ hai mới là màu xanh rêu. Đây là nguyên zin của cần. Nguyên zin nha các. Thường ngọn với cả lóng hai thì thường nó sẽ là màu đen. Còn có một số ít cây á, thì nó theo màu của các lóng to này luôn. Nhờ rất là ít. Còn đa số là đều là màu đen hết. Phôi carbon xoắn này. Màu xanh rêu nha các. Sáng bóng luôn. Cây này em thấy nó còn được 90% nè. Cần rất mới, rất đẹp. Ra cũng tương đối thẳng. Độ cứng cái này tầm 3H ạ. Cần ra thẳng cứng tầm 3H. Và ngọn sẽ 0.8 ly. Ngọn 0.8 ly, trọng lượng 284g. Mã cần số 17. Mã 17 và cây này có giá là 900.000. Mã 17 giá cần 900 ạ. Có đi kèm túi nha căng. Và tiếp theo mã 18. 18 ra một cây cần tay Ryobi nha. Dòng này bán cực kỳ chạy luôn. Ryobi ạ. Phô nó sẽ xoắn caro toàn thân luôn ạ.
xoắn caro toàn thân và còn có tem vàng đầy đủ này, Ryobi. Dòng này của Hàn Quốc hay các? Của Hàn Quốc xuất Nhật, đánh rất là bền, còn đẹp này, mới đẹp, có nắp chụp đi kèm nắp chụp gỗ ạ. Có túi luôn nha các. Và ngọn nó sẽ 0.7 ly. Ngọn cần 0.7 ly nè. Phô sẽ là phô carbon xoắn cho các. Nguyên zin nguyên bản của cần nha. Nguyên zin nguyên bản hết. Cái này quá mới luôn ạ. Cần đẹp nè. Và nó có tổng cộng, nó có tổng cộng là 6 lóng nha các. Tổng cộng 6 lóng. Cần ra tương đối thẳng, không võng ạ. Ra rất thẳng. Độ cứng đó là độ cứng 3H ạ. Ryobi 3H nha các. Ryobi 4m8, độ cứng 3H ạ. Ngọn sơ 0.7 ly, trọng lượng 132g. Và mã số cần là mã 18 nha các. Mã 18, cây này có giá 1.150.000. Có túi nắp đi kèm này. Mã 18 nha, giá 1.150.000 ạ. Cần Ryobi, chiều dài 4m8. Và tiếp theo mã 19. Tiếp theo 19 nha các. Sẽ là một cây Daiwa. Daiwa dòng cross carbon này. Cây này hàng Đài Loan xuất Nhật ạ. Chiều dài cần là 5m4 và phô ra phô xoắn ít. Phô carbon xoắn ít toàn thân luôn. Ở phần tay cầm thì họ sẽ cuốn chỉ nha các. Cuốn chỉ. Khi mà các anh cầm á, nó chắc tay, nó không có bị trơ. Daiwa 5m4. Và ngọn của cái này sẽ là 0.7 ly ạ. Ngọn cần 0.7 ly. Đầu vô của nó đây mà các xem. Xoay 360 độ nha. Xoay 360 độ chống xoắn. Còn ngọn là ngọn long phụ này. Ngọn long phụ. Phô xoắn tất cả các lóng. Cần tay nha các. Cần tay lóng dài. Cần tay lóng dài ạ. Tới lóng thứ 3 thì nó sẽ xoắn ít nha. Và em thấy cái này bên trong ấy, cái nước sơn nó còn đẹp, nó không có bị xước quá nhiều này. Và cái màu nước sơn cũng không có cũ theo năm tháng luôn. Cái này còn đẹp, 90% đổ lên ạ. 90% đổ lên. Và cần ra thì ngọn nó sẽ hơi dịu một tí nha các anh. Độ cứng tầm 2H. Cứng tầm 2H ạ. Ngọn là 0.7 ly, chiều dài 5m4. 0.7 ly. Trọng lượng xa 188g. 188g. Mã cần 19, cái này có giá là 1.350.000. Mã 19 giá cần 1.350.000 ạ. Và tiếp theo mã số 20. Mã 20 thì có một cây cần Ikada của Daiwa nha các. Ikada Daiwa. Cái này là hàng tuyển nha. Hàng tuyển chọn nè. Nè, mở ra xem. Nó có, ở trên nó sẽ có cái nắp chụp nha. Ở trên đây là có nắp chụp gỗ này. Và khuyên cái là khuyên Fuji loại xứ xám. Hai khuyên cái Fuji xứ xám. Phô carbon xoắn ít ạ. Daiwa carbon quicker 1m8 nha các. 1m8 và cây này là bản Đài Loan xuất Nhật. Bát Fuji nè, FS6 bát gập ạ. Và khuyên của cây này là khuyên xứ xám nha các. Khuyên Fuji loại xứ xám. Phô nó carbon xoắn. Và độ mới 90-95% nha. Đem test ngọn cho các anh xem nè. Ngọn Ikada cong vút luôn. Đấy, cong vút này. Dì nâu chép hanh câu thoải mái ạ. Cần rất xịn nha các anh. Còn vút nè, các anh cứ dòng cá thoải mái này. Còn vút cần luôn. 1m8 nha. Không quá ngắn và cũng không quá dài. Ngọn sẽ 0.4 ly, trọng lượng 80g. 80g nha các anh, khá là nhẹ. Và cây này có mã số 20, giá 1.1 triệu. Mã 20 giá còn 1.1 triệu ạ. Đai qua hàng Đài Loan, có đi kèm túi. Và tiếp theo mã số 21 nha các. Mã 21 sẽ một cây cần tay máy phụ, chiều dài 3m6. Dòng Kurodai ạ. Suyumi Kurodai nha các. 3m9, bát Fuji FS6 bát gập này. Bát Fuji. Hãng Suyumi nha các. Có tem vàng đầy đủ hết. Và khuyên cái bên ngoài là khuyên xứ xám. Còn toàn bộ dàn khuyên bên trong của nó sẽ là khuyên kim loại. Khuyên kim loại, khuyên nhỏ nha các. Vì cần tay máy phụ này nó cũng như cần tay thôi. Vì chở thêm máy là nó cũng không có quá nặng, là sẽ có những cái khuyên nhỏ như này nha các. Còn khuyên có sứ nó sẽ nặng hơn. Nên là nó chỉ có một khuyên sứ ở cái lóng bên ngoài, khuyên cá bên ngoài thôi. Màu nước sơn 90% ạ. 90% đổ lên. Cái này bên trong rất đẹp. Tay máy phụ 39 nha các.
độ cứng 2. Nếu mà tính theo cần tay nó được 3 đến 3.5H. Ngọn ra 0.6 ly còn trọng lượng là 140 g. 140 g mã cân 21 giá 850 000. Mã 21 và giá cái này là 850 000 ạ. Chiều dài cần 3m9 nha. Tiếp theo mã số 22. 22, một cây cần tay máy phụ của Shimano, hàng đẹp nha các, hàng tuyển chọn luôn này, 3 chế độ zoom. Rất là tiện nha, các anh muốn câu ngắn hoặc là dài thì mình đều có thể thay đổi á, nó rất là tiện. 3m3, 3m9 và zoom 4m5 nha các. Có mã code tem vàng ạ. Bát thuộc dạng bát Fuji lấy 6 bát gập ạ. Fuji lấy 6 bát gập. 3 chế độ zoom. Và khoen ra khoen Fuji xứ xích nha các. Dòng này là hàng còn xịn này. Các anh xem cái toàn bộ dàn khoen của nó là khoen khoen gold hết luôn. Những cái khoen nhỏ bên trong ấy, toàn bộ khoen gold. Còn có nắp chụp, có túi đi kèm. Này, mời các anh xem nha. Đầu bu này, cũng là đầu bu gold luôn. Đây là nguyên zin của con. Hàng xịn, hàng cao cấp nha các. Những dòng cao cấp như này nó mới có đầu đầu bu gold với cả dàn khoen gold toàn thân nha. Đấy là khoen zin toàn bộ của con hết. Và anh nào thích câu ngắn á, thì mình zoom ra 3m3 này. Nó cứng tính theo cần tay thì cũng được 4H ạ. Tính theo cần tay cũng được 4H. Còn mình muốn dài hơn tí thì có thể câu 3m9 này. 3m9 thì nó khoảng tầm 3.5H nha. Và cuối cùng 4m5 sẽ tầm 3H. 4m5 sẽ tầm 3H ạ. Nói chung cần ra rất là thẳng nha các. Ngọn không có võng tí nào hết. Và độ mới cũng còn cao, 90%. Mới 90% toàn bộ dàn khuyên gold. Và cây này ngọn xa 0.6 ly, còn trọng lượng cần là 140 g ạ. Trọng lượng 140 g. Mã số cần, mã số 22 giá 1.150.000, mã 22 giá 1.150.000 nha các. Cần tay máy phụ này, cần còn đẹp và có 3 chế độ zoom nha. Tiếp theo mã 23 sẽ là một cây cần ISO Daiwa, hàng nội địa Nhật ạ. ISO Daiwa made in Japan này, có mã code tem vàng. Chiều dài cần sẽ là 5m3 và độ cứng 1 nha các, dòng cross carbon. 5m3 cứng 1. Phô xoắn ít toàn thân luôn và cây này không khác gì hàng đập hộp. Mới toanh ạ. 97-98% nha các. Bát này, bát Daiwa nha. Dạng bát gập, bát zin của Daiwa luôn. Đấy, nó rất là mới nha các, nó có túi đi kèm luôn, nó chỉ thiếu mỗi cái hộp thôi. Các anh nhìn cái màu nước sơn này, quá sáng, quá đẹp luôn ạ. Lại còn hàng nội địa Nhật luôn nha các anh. Daiwa made in Japan. Ngọn cây này sẽ 0.6 ly nha. Cần ISO khuyên bé, cần cầu đơn, cầu gền này. Cầu gền hoặc cầu cản, có thể hạ làm cần tay luôn nha. ISO này thì cần nhiều kỹ thuật hơn là cần tay, rất là nhiều. Đọt long phụng nha các anh. Đọt long phụng cứng 1, đánh cực kỳ cảm giác luôn nha. Và ngọn xa 0.6 ly, trọng lượng cây này 188 g. Nếu hạ cần tay thì nó được khoảng tầm 2.5H. Ra ngọn nó dịu nha các, ngọn dịu, ngọn võng nè. Cần độ cứng 1. Cây này nếu mà các anh hạ đọt của nó tầm 30 cm thì câu khá ok. Còn mình thích đánh cực dịu luôn, cực kỳ cảm giác luôn thì để nguyên zin. Ngọn của nó hơi dịu xuống như này nha các. Ngọn xa 0.6, trọng lượng 188 g. Còn quá mới luôn ạ. Mới kem. 97-98%, hàng nội địa Nhật. Mã số cần 23 và cái này có giá 1.150.000. Mã 23 giá 1.150.000 ạ. Dịu nha các. Cần dịu, đánh cảm giác. Mã 23 giá 1.150.000. Và tiếp theo mã 24. 24 em có một cái gốc cần nha các. Một cái gốc cần thanh lý của Megabuck. Thì cái này nó về giống như là nó bị lạc mất ngọn này. Nên là em còn cái gốc, em bán thanh lý gốc. Các anh về mình độ chế nha. Hoặc là anh nào mà mình có ngọn thiếu gốc thì có thể tham khảo. Megabuck nha các. Máy ngang. Luôn máy ngang. Gốc cần luôn máy ngang Megabuck ạ. Cái này thì nó có chiều dài là 1m98. Còn riêng cái gốc này á, thì em đo được chiều dài thực là 1m05. Cây này nó cứng M nha các. Cứng M, tải mồi 1/4 đến 3/4 Z, tải cá 8 đến 20 LB ạ. Độ cứng M. Gốc Megabot này, bát Fuji, bát vặn. Và khoen á,
sợi ốc khuyên bay chân Fuji loại xứ xích, phôi carbon xoắn, gốc cần nhé các, gốc cần mega, chiều dài tầm 1m05 nha, 1m05, nguyên zin đó này, vẫn còn tem luôn này. Và mã cuối cùng ạ, mã cuối cùng mã số 24 nha các, trọng lượng 107g, mã 24, cây này có giá 500.000 nha, mã 24 giá 500 ạ. Và em xin phép kết thúc video tại đây, cảm ơn các anh cầm thủ đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Và các anh đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới. Em sẽ lên rất là nhiều cần và máy đẹp cho các anh tham khảo ạ. Chúc các anh đi cầu may mắn nha.